Xin chào tất cả mọi người. Tôi xin được tự giới thiệu, tôi là Kim Oanh và công việc hiện tại của Oanh đang là một diễn viên. Theo bản thân Oanh thì cái đối thoại với nhau trong một tập thể đó chính là cái điều mà quan trọng nhất nếu muốn một tập thể đó tiến xa. Cái thời gian mà Oanh tốt nghiệp xong á, thì khi mà mình có được một cái công việc, có một cái vai diễn dù rất là nhỏ thôi nhưng mà mình cũng cảm thấy rất là vui. Và khi mà đi làm thì mình cũng lúc nào cũng mang một cái tâm thế là rất là lo sợ. Có những cái mà bản thân mình thấy cái này nó không hợp nhưng mà mình không dám nói. Vì khi mà mình nói thì mình sợ là rồi bây giờ mà mình nói thì sau người ta không gọi mình đi quay nữa thì làm thế nào. Và nên là mình cứ làm việc trong cái guồng quay như vậy mà mình không hề là có một cái ý kiến gì cả. Người xưa thì người ta có câu là một điều nhịn chín điều lành. Nhưng mà theo anh nghĩ là nếu mà chúng ta cứ nhịn hoài như vậy thì đến một lúc mà mình sẽ cảm thấy rất là khó chịu khi mà mình làm việc trong một cái tập thể chung như vậy. Chúng ta cần phải trao đổi với nhau, đối thoại với nhau để tìm ra được một cái tiếng nói chung. Trong cái quá trình mà anh làm phim á, thì khi mà mình đọc kịch bản này thì mình cảm thấy là cái lời thoại đó và cái cách diễn đó nó chưa thật sự mà nó phù hợp với cái tâm lý của nhân vật lúc đó. Thì trước tiên là anh sẽ đọc kỹ lại một lần nữa và anh sẽ đến gặp đạo diễn này và biên kịch để mình nói lên được cái suy nghĩ của mình cho mọi người. Và ngược lại thì đạo diễn và biên kịch người ta cũng nói với mình vì sao lại phải nói như thế và vì sao lại phải hành động như vậy. Chúng tôi cần phải đối thoại với nhau thông qua những cái cuộc họp này được tổ chức rất là thường xuyên, thậm chí là hàng ngày. Thông qua những cái cuộc họp đó thì chúng tôi cởi mở hơn, chia sẻ với nhau hơn để tạo nên một bầu không khí rất là dân chủ. Không chỉ riêng lĩnh vực nghệ thuật mà tất cả các lĩnh vực ở trong xã hội hiện nay thì cái việc mà tiếng nói tập thể là một cái việc rất là quan trọng. Và cái tiếng nói chung đấy thì nó có một cái sức mạnh vô cùng to lớn. Bởi vậy nếu mà muốn đi nhanh thì hãy đi một mình, còn muốn đi xa thì hãy đi cùng nhau. Nên các bạn cứ tự tin để mà thể hiện có một cái tiếng nói của mình. Và khi mà mình có cái tiếng nói của mình thì mình sẽ tìm cách mà mình trao đổi với cả tập thể để tìm ra được một cái tiếng nói chung. Và anh nghĩ rằng là cái tiếng nói chung đấy nó sẽ đưa lại một cái hiệu quả công việc rất là tốt. Nên là các bạn hãy tự tin để mà có thể đối thoại, tạo ra được một cái tập thể tốt và có thể tiến xa hơn.